Cả gia đình rủ nhau làm chuyện xấu, chồng ra tay với cá mắc tiền cho vợ giấu vào người rồi biến mất. Hôm nay ngày 30 tháng 12, mới đây mà hết năm rồi đó mọi người ơi. Trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Vào tiệm cá cảnh để mua cá, cặp đôi sau có pha phối hợp bắt trộm cá chuyên nghiệp. Đáng nói hơn là còn dắt theo con nhỏ để chủ tiệm không cảnh giác. Qua đây khổ chủ lắc đầu chán nản, tự trách bản thân, sao mà xui quá trời quá đất, xem lại camera mà chán nản thật sự, cả hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Tình huống ra sao, mời cả nhà cùng Sài Gòn TV xem tiếp nhé. Cụ thể, theo như anh T, tên được chúng tôi viết tắt, chủ một tiệm cá cảnh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, có cặp đôi dắt theo con nhỏ vào tiệm để mua cá. Lợi dụng lúc anh mất cảnh giác, người nam đã nhanh tay dùng vợt bắt trộm con cá huyết long của anh, rồi nhanh chóng đưa cho người nữ giấu vào sau cái nón bảo hiểm để đem ra ngoài. Quả thật cặp đôi này phối hợp quá là ăn ý, không rất nhịp nào, không biết đã từng có nhiều phi vụ như vậy hay chưa. Một hành vi đáng xấu hổ, không biết rồi phụ huynh này sẽ dạy con mình như thế nào về bài học làm người. Ngay cả đến con cá còn trộm cắp thì nói gì đến những tài sản có giá trị cao hơn phải không cả nhà. Dân mạng xem xong clip hết sức bức xúc vì thời buổi hiện nay kẻ gian quá liều lĩnh, không biết sợ là gì, mong pháp luật cần triệt tiêu những đối tượng này trong xã hội ngày nay. Cũng không quên thầm trách chủ tiệm sao mà hứa hên để kẻ gian có thể ra tay vớt cá giấu vào người như thế này thì có mất tài sản cũng không quá bất ngờ. Được biết, khu chủ đã trình báo cơ quan chức năng để truy vết tìm bắt đối tượng, nhưng quan trọng là mong muốn chia sẻ clip để mọi người xem qua và lấy làm bài học phòng chống và rút kinh nghiệm. Sau trình báo, công an đã có mặt trích xuất camera truy xét những đối tượng liên quan. Cân bằng, bạn thấy sao về pha vợ chồng phối hợp với trộm cá cảnh đắt tiền này? Bình luận cho chúng tôi biết đi nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.